Với chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã theo nghị quyết 311 ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đến nay các trạm y tế đã đưa vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh ban đầu. Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã bao gồm xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị cho 48 trạm y tế và đầu tư cải tạo nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho 21 trạm y tế tổng mức đầu tư là 317 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Việc đưa các trạm y tế được đầu tư mới vào sử dụng đã tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, đáp ứng đủ điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Trước đây ở trạm y tế thị trấn thì được xây dựng từ những năm 2000 kia, cho nên là cũng đã xuống cấp rột nát khả năng để phục vụ nhân dân thì nó không được thuận tiện nữa lắm nay có cái cơ sở mới nó khang trang sạch đẹp người dân nó được người dân được thụ hưởng những cái môi trường khám chữa bệnh tốt nhất cán bộ nhân viên cán bộ nhân viên thì cũng có cái nơi làm việc nó ổn định phục vụ tốt cho bà con nhân dân y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cho các trạm cơ sở y tế nhằm đảm bảo các điều kiện để thực hiện hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở và giảm áp lực quá tải cho bệnh viện tuyến trên